Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món giò lụa nhé. Rất là dẻo dai và ngon như thế này ạ. Để làm cái giò lụa này thì mình sẽ mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình ạ, 1 kg thịt nhé, thì mình sẽ dùng thịt mông ạ, cả mỡ cả lạc nhé. 1 kg thịt mông thì các bạn dùng cho mình là 800 hoặc là đến 850 g thịt lạc nhé, và 150 đến 200 g thịt mỡ, tức là mình chia ra cho thành 1 cân nhé. Thì để khi cái phần giò này chúng ta mà nhiều lạc quá nó sẽ khô, ăn không ngon các bạn nhé. Cho nên là mình phải có mỡ vào thì nó làm cho giò nó mềm và nó dẻo giò nhé, dẻo dai. Khi mà các bạn mua thịt ấy, thì nên chọn thịt tươi ngon nhé. Vừa thịt xong ấy, thì nó vẫn còn ấm thịt thì chúng ta làm giò nó sẽ dẻo ngon ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình nhé. Thứ nhất là bột lăng hoặc bột bắp, các bạn cho mình 30 g, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh đường nhé, 1/2 thìa bột ngọt, muối ạ, và 1 thìa cà phê tiêu nhé. Cái bột men nở này thì các bạn dùng cho mình 15 g ạ. Tức là 1 gói rưỡi này, gói này có 10 g thôi. Trước tiên thì mình sẽ đi thái cái phần thịt này đã các bạn nhé, để mình xay ra. Thịt các bạn sẽ thái ra để mình đem xay nhé. Cái phần mỡ này mình cũng thái vào để mình đem xay ạ. Xay cùng luôn cả mỡ cả lạc nhé. Mình sẽ cho phần thịt này vào cối xay cho các bạn nhé, không cho phần gia vị vội, thì chút nữa mình ướp sau nhé. Để các bạn xay cho mình. Đây các bạn, khi mình xay nhé, mình đã được cái phần giò sống rồi ạ. Tiếp tục mình xay cho hết phần thịt thì thôi. Đây các bạn, khi phần thịt mình đã xay xong như thế này nhá, nó như là phần giò sống rồi. Các bạn sẽ ướp cho mình phần như là bột năng này, 30 g này, nước mắm nhá, các bạn cho vào cho mình, muối, bột ngọt, và đường nhé, tiêu. Lên. Và các bạn là cắt cho mình cái phần men nở này bằng nhá. Đây ạ, mình cho nốt phần men nở vào để mình trộn đều lên nhé. 1 gói rưỡi này men nở 15 g các bạn ạ. Khi mình đã để trộn đều rồi các bạn nhé, bây giờ các bạn sẽ đậy lại cho mình kín hoặc bọc lại nhé, và mình để trong ngăn đông khoảng 45 đến 60 phút nhé. Khi mình đã để trong ngăn đá được 45 phút rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần thịt này ra nhé. Các bạn sẽ đem đi xay lại một lần nữa hoặc các bạn có thể giã nhé. Đây ạ, mình cho vào cối mình xay lại một lần nữa nhé.
Đây ạ, khi đã xay xong rồi các bạn sẽ lại cho ra cho mình nhé. Mình xay cho đến hết ạ. Cái phần giò sống này của mình nhé, sau khi mình đã xay xong rồi như thế này lại rồi các bạn được rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị khuôn hoặc là các bạn có thể gói trực tiếp bằng lá chuối cũng được nhé. Mình sẽ cho vào một khuôn ạ. Đây ạ, khuôn mình rửa sạch và lá chuối nhé. Các bạn là sẽ nắp cái khuôn vào. Sau khi nắp xong khuôn, các bạn sẽ cho một cái phần này xuống nhé. Và cái lá chuối mình cũng cắt sẵn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây cái lá chuối đứng dọc lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần giò vào nữa nhé, là được ạ. Đây ạ, mình sẽ múc giò mình cho vào. Các bạn sẽ dí nó xuống nhé, để cho nó đều nhé. Giờ mình sẽ gói cái phần lá này lại nhé. Rồi mình sẽ nhét cái này xuống để mình dí nó vào. Các bạn sẽ cài cái khuy này vào cho mình nhé. Mình sẽ vặn để cho nó ấy vào. Thế các bạn, sau khi mình đã ấy xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ cho vào nồi để mình luộc nó lên ạ, còn hấp ạ. Các bạn đun cho mình một nồi nước ạ, và đây là cái gì nhé. Và các bạn sẽ hấp cho mình khoảng 45 đến 50 phút nhé. Đây các bạn, khi mình hấp được 45 phút rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ lấy cái phần giò này ra ạ. Cái giò này các bạn lấy ra cho mình nhé. Mình để nguội một chút các bạn nhé. Sau đó thì mình mới lấy cái phần giò này ra để mình thái ạ. Mình để ngược này xem có cái phần nước ấy, thì nó sẽ chảy ra nhé. Mình chống lên đấy. Đây các bạn, khi mình đã lấy ra một khuôn rồi nhé, bây giờ mình sẽ thái cái phần giò này. Mình sẽ bóc cái phần lá chuối nhé. Đây các bạn, cái phần giò của mình đấy ạ. Khi mình không dí được ấy thì nó sẽ bị lỗ lỗ như thế này các bạn nhé. Rất là ngon như thế này nhé. Đấy các bạn, miếng giò rất là ngon như thế này. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm giò lụa tại nhà rồi. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé, để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.